Mục phụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện có tựa đề Quan sát con cá. Giáo sư J.L. Agassiz sinh năm 1807, mất năm 1873, sinh tại Montagne-Vully, Thụy Sĩ. Ông tốt nghiệp đại học Zurich, Heidelberg và Munich. Ông đến Hoa Kỳ năm 1846 và năm 1848 trở thành giáo sư sinh vật học và địa chất học tại Đại học Harvard. Vốn là nhà địa chất học, ông chứng tỏ rằng trước đây quả đất phần lớn đã bị băng hà bao phủ. Giáo sư Agassiz là một nhà tự nhiên học đã nghiên cứu nhiều loài sinh vật tại Âu Châu cũng như Mỹ Châu. Ông trở nên nổi tiếng nhờ công việc nghiên cứu các loài cá. Ông đã lập viện bảo tàng thiên nhiên tại Viện Đại học Harvard. Ông thiết lập phòng thí nghiệm sinh vật tại đảo Brazos, ngoài khơi vịnh thuộc bờ biển Massachusetts, để cung cấp một nơi nghiên cứu thú vật trong môi sinh tự nhiên của chúng. Giáo sư Agassiz không tin và đã chỉ trích thuyết tiến hóa của các giống vật của Darwin. Cách đây 15 năm, tôi vào phòng thí nghiệm của giáo sư Agassiz và trình với ông rằng tôi là một sinh viên môn lịch sử thiên nhiên. Giáo sư Agassiz hỏi tôi vài điều về mục tiêu của tôi khi ghi danh học môn này. Quá khứ tôi định làm gì với kiến thức học được và tôi có muốn học một chuyên ngành nào không? Tôi trả lời rằng tôi muốn học đầy đủ về sinh vật học và tôi định đi chuyên ngành về côn trùng. Giáo sư Agassiz hỏi, khi nào anh muốn bắt đầu? Tôi trả lời, ngay hôm nay. Giáo sư có vẻ hài lòng, ông ta hăng hái đáp, tốt lắm. Ông lấy một bình lớn đựng vật thí nghiệm trong nước cồn vàng và bảo, anh lấy con cá này, quan sát nó. Cá này được gọi là Hemulen. Rồi tôi sẽ hỏi xem anh quan sát được những gì. Ông rời phòng thí nghiệm, nhưng sau đó trở lại dặn dò và để lời chỉ dẫn về con cá. Không ai xứng đáng được gọi là một nhà tự nhiên học nếu người ấy không biết chăm sóc vật thí nghiệm. Những ngày đầu tiên ấy không phải là những ngày của các cuộc triển lãm bình thí nghiệm. Tất cả những sinh viên khoa học tự nhiên đều nhớ những bình thí nghiệm ngắn cổ, cũ kỹ, đầy sáp, nút bị sâu bọ ăn mòn, đầy bụi bặm. Môn côn trùng học còn sạch sẽ hơn môn ngư học. Tuy vậy, giáo sư không ngần ngại thò tay vào bình lấy cá, dù bình đầy côn trùng và tanh mùi cá. Tôi không giấu được cảm tưởng thất vọng, vì chỉ quan sát con cá không có vẻ gì là côn trùng học cả. Các bạn tôi cũng rất khó chịu, vì dù dứt nước hoa, tôi vẫn không thể đánh tan mùi tanh của cá trên người tôi. Trong 10 phút, tôi đã xem tất cả những gì có thể xem thấy nơi còn cá. Tôi đi tìm vị giáo sư của tôi, nhưng không gặp. Tôi lại trở về với con cá, nhìn chăm vào con cá câm của tôi. Nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ trôi qua, con cá trở nên nặng nề cho tôi. Tôi lật con cá qua, lật lại, xoay quanh, nhìn vào mặt nó. Tôi thật tuyệt vọng. Sau giờ ăn trưa, tôi trở lại phòng thí nghiệm. Giáo sư Agassiz đi vắng. Tôi lại lấy con cá trong bình ra và nhìn nó một cách chán nản. Tôi không được dùng kính lúp để quan sát, chỉ với đôi mắt, đôi tay và con cá. Tôi cảm thấy ngành học này giới hạn quá. Tôi thò tay vào cổ họng cá, xem răng cá có bén không. Tôi bắt đầu đếm vẫy từng hàng, nhưng rồi cho rằng việc này thật vô ích. Cuối cùng tôi chợt nghĩ ra một ý hay, vẽ con cá. À, bây giờ tôi mới thấy thêm nhiều điểm lạ về con cá. Lúc ấy giáo sư trở lại. À, phải đấy, cây bút chì là một vật tốt để quan sát. Tôi cũng vui, thấy anh giữ cho cá ướt và cẩn thận đậy nút bình thí nghiệm. Sau vài lời khen, ông hỏi tôi, con cá thế nào? Ông chăm chú nghe tôi kể lại cơ cấu các phần của con cá mà phần lớn tôi chưa biết tên là gì. Khi tôi kể xong, ông im lặng chờ tôi nói thêm nữa. Rồi ông bảo tôi, anh chưa quan sát kỹ lưỡng, anh chưa thấy những phần hiển nhiên nhất của con cá. Quan sát nữa đi. Rồi ông bỏ đi trong sự bàng hoàng của tôi. Tôi thật bất ngờ, chết điếng. Còn cái gì nữa nơi con cá chích tiệt này? Nhưng rồi tôi quyết tâm khám phá hết cái mới này đến cái lạ khác, cho đến khi tôi thấy lời phê bình của ông giáo sư là đúng. Buổi chiều hôm ấy qua nhanh,
vào cuối ngày vì giáo sư hỏi tôi: "Anh đã quan sát kỹ chưa?" Tôi trả lời: "Thưa giáo sư, chưa. Nhưng tôi thấy trước đây tôi quan sát sơ sài quá." Ông vội đáp: "Đó là điều gần như tốt nhất. Nhưng tôi chưa muốn nghe anh tường trình vội. Để con cá lại đây, anh về đi. Có lẽ anh sẽ sẵn sàng phúc đáp sáng mai. Tôi sẽ xem anh đã thấy gì nơi con cá trước khi anh tiếp tục quan sát nó." Sáng hôm sau, vị giáo sư chào hỏi tử tế, làm tôi yên tâm. Tôi hỏi giáo sư: "Có lẽ thầy nghĩ rằng con cá có hai mặt cân đối với từng cặp cơ quan chăng?" Ông rất hài lòng: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Sau khi giáo sư giảng giải rất hăng hái nhiệt tình về những điểm quan trọng, tôi làm bạo hỏi ông tôi phải làm gì nữa. Ông trả lời: "À, quan sát con cá." Rồi ông lại rời phòng, bỏ lại tôi một mình với con cá. Khoảng một tiếng sau, ông trở lại nghe tôi tường trình về bản liệt kê tôi tìm được về con cá. Ông bảo: "Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng chưa đủ, hãy tiếp tục quan sát thêm." Thế là trong 3 ngày liền, giáo sư bắt buộc tôi phải quan sát một con cá mà không được dùng một dụng cụ nào trợ giúp. Quan sát, quan sát, đó là giáo huấn được lặp đi lặp lại. Qua ngày thứ tư, một con cá cùng nhóm được đặt bên cạnh con cá thứ nhất. Tôi phải chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau. Thế rồi đến các con cá kế tiếp lần lượt để đầy bàn, đầy kệ cho đến khi cả họ cá được quan sát. Giáo sư Agassiz kết luận: "Đừng bao giờ hài lòng với sự quan sát. Sự kiện chỉ là những điều ngu ngốc cho đến khi chúng được nối kết với những định luật tổng quát." Đây là bài học tốt nhất dành cho những ai muốn nghiên cứu, học hỏi lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh là lời sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời vô hạn. Quan sát một vài lần chưa thể thấu hiểu được chân lý bất diệt bên trong. Đừng bao giờ hài lòng với sự quan sát. Sự kiện chỉ là những kiến thức, nó chỉ hữu ích khi nối kết với những định luật thuộc linh. Thánh Kinh suy gẫm: "Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, rửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành." Timôthê nhì đoạn 3, từ câu 16 đến câu 17. Chúa yêu thương bạn. Amen.